yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Báo cáo bác, hôm nay là buổi sáng ngày 22 tháng 12, em lại vẫn công việc tiếp tục là em phải bắt chuột giống cho các bạn, để cho các bạn làm giống và các bạn chơi kiểng. Ra đẹp các bác nha. Thấy đâu, mặc kế đâu. Nhìn như nào mà cái hướng dẫn cho các bạn. Trắng đen, trắng đen, vắt cho con trắng đen này. Cho con cá này. Thôi. Đẹp thế nhỉ? Được à? Được. Này. Gì? Cỏ hôm qua phơi không khô à? Không phơi cỏ. Đấy, báo cáo các bác là những công việc thầm lặng hàng ngày như thế này. Những đàn chuột của em được nuôi và được cung cấp cho nó ăn, ăn lúa ấy. Đang ăn lúa ấy. Được nuôi và được cung cấp cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Mọi chi tiết thì các bạn cứ liên hệ cho em là Thao, Thao chim cu gáy 0335305982. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó, em phải đóng hàng rồi. 5 giờ đến 6 giờ là em phải chuẩn bị em gửi đi. Đấy. Chính thống của kênh chim cu gáy hay. Số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản đến Facebook, YouTube. Và đây là đơn, đây này đọc qua đơn. Đây là những chú chuột được đăng tải. Mã số 02. Màu tam thể trắng đen vàng. Giới tính một đực trắng đen vàng, một cái trắng đen. Mã
số tiếp theo là mã số 0. Đó. Vàng, trắng, đen. Mã số 01. Một số những đơn như sau. Thứ nhất là người đến xem nhân nghĩa. Thứ hai là em về Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Thứ ba là em về đây đâu đây? Bắc Giang. Đẹp thì em đang gửi chim nhá. Không, cái chiếc nón vậy thôi, đúng rồi. Bà đi đi. Bà lúc nào bà kiếm tiền. Tình bạc, tình cảm của quý kiếm tiền. Đấy, chim nó về bến xe Mỹ Đình an toàn các bác nhá. Thank you.
nuôi cái này nó rất là dễ thôi. Nó ăn cỏ, ăn ăn cỏ, ăn lúa đấy. Nó cứ rút nó ăn dần, rút giấy ở trong. Nếu các bạn nhìn thì nó thấy rất là đáng yêu đây. Chạy đúng là rất là nhiều luôn. Rất là ngon. Hôm nay mình đang quay ngày 22 tháng 12, buổi sáng ra thì mình cho ăn một bữa ăn thôi. Cho nắm cỏ cả đàn ăn cả ngày luôn, nhàn lắm. Các bạn có những cái lá cải bắp đi chợ về, người ăn bỏ những cái lá già thả vào ăn mềm. Và lưu ý là không nên cho ăn nhiều dưa hấu và dưa chuột, nó là giống lạnh, lạnh bụng. Bạn tư vấn kỹ thuật cũng như là mua con giống giao lưu thì số điện thoại của đồng chí Thao trên cô gái hay sống đang sinh sống tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội là 033 530 5982. Các bạn có thể kết bạn qua Zalo số trên, số liên hệ thứ hai là 0989 177 982. Ngoài ra thì mình dùng kênh YouTube và kênh Facebook với cụm từ tìm kiếm quen thuộc là chim cô gái hay. Chúc các bạn một buổi sáng thật là tràn đầy năng lượng và thật là thành công trong công việc. Chim cu gai xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.